muốn giở ra cho chụp hình không? Giở ra cho. Dạ, giở lên coi. Okay. Nó có nguyên một cái mật ở dưới. Dạ đúng rồi, nó có cái mật ở bên trong. Nó bệnh nhau rồi đó. Nó người ta nuôi là người ta để vô gì nè. À, ông mới về đây. Yeah. Nó buồn dữ nha. Trong một thùng ong như thế này thì sẽ có một con ong chúa duy nhất thôi. Dạ nhưng mà khi dạ đúng rồi, trong một thùng có một chúa. Mình nhận ra biết ong chúa không? Nó khó thấy lắm mà ông. À. Ông chúa mình chưa thấy. Mà nó bằng size bằng cỡ vậy hả? À, con ong chúa thì nó hơi bự hơn, so nó có màu đậm hơn so với mấy con ong này. Mình giờ nó nằm một đống gì mà đâu biết. Dạ đúng rồi, mình không biết được tại vì một thùng vậy. Dạ đúng rồi, đó nhận ra được. Nhưng mà khi mà con ong chúa nó chết là mấy con này nó cũng bị vỡ ra chứ không sống được. Sống theo đàn. Dạ đúng rồi. Anh muốn cầm chụp không? Không, không cầm. Nó sợ. Sợ tắt. Sợ. Nó gắn cầm không? Thì cầm đi, cầm giúp chị. Cầm có gì đâu, nó không cắn đâu. À, em cầm chặt, em chụp chặt.